Xin chào tất cả các bạn. Có lẽ không cần phải nói nhiều nữa về T-Rex, hay còn gọi là khủng long bạo chúa. Nói thật sự thì ngoài loài hổ ra thì T-Rex là một cái loài động vật mà mình cực kỳ hâm mộ và ấn tượng. Mặc cho những cái lời bàn ra tán vào về chuyện T-Rex là động vật ăn xác thối, hay là cái loại động vật chậm chạp này kia các thứ, thì mình không quan tâm lắm. Đối với mình thì đây vẫn là vua của mọi loài động vật. Mình đã vẽ nhiều bức tranh về T-Rex, nhưng có lẽ là đây sẽ là cái bức tranh mà mình cảm giác như mình hài lòng nhất, bởi vì cái độ chân thực của nó. Các bạn cùng theo dõi và thực hiện theo mình nhé. Chúc các bạn thành công và tạo được những cái bức tranh đẹp cho chính bản thân mình. Nếu thấy video hay và bổ ích thì đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ vẽ động vật tiếp tục ra những cái video tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau nghe nhạc và thực hiện bức tranh nha. Let's begin.